tác phẩm được viết vào cuối thời Nguyên và đầu thời Minh, là tiểu thuyết chương hội đầu tiên được viết bằng tiếng bạch thoại trong lịch sử Trung Quốc, là một trong bốn tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. Lần thứ nhất Trương Thiên Sư cầu nhưng ông dịch hồng thái úy lầm đi yêu ma. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Lần thứ hai Vương dạy đầu tư đi Duyên An Phủ Chính Làng Vân Lòng lớn nháo sử gia thôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng thủy hữu lần thứ hai vương giáo đầu lén đi Duyên An Phủ Cửu Văn Long Đại Náo Sử gia thôn bê bò blog.sister.cn gạch chéo 29920 hồ sơ cá nhân Ngưu bằng vũ bản thông báo của tôi. Chương trình học bổng của Chính phủ Nhật dành cho đối tượng nghiên cứu sinh, theo Leading Graduate Program, người sử dụng này chưa tham gia hoạt động lớp học thư hương lần thứ năm của trường. Phân loại bài viết của tôi bình luận mới nhất lâu tình bạn lâu tình bạn của tôi gửi bởi Pen i ao trong vòng 500 từ. Bạn đã nhập thủy hữu, lần thứ hai vương giáo đầu lén đi duyên an phủ cửu văn long đại náo sử gia thôn lại nói lúc ấy trụ trì chân nhân nói với Hồng Thái Úy. Thái Úy không biết, trong điện này lúc trước là tổ lão thiên sư động huyền chân. Người truyền pháp phù, dặn dò. Trong điện này trấn khóa 36 viên thiên cương tinh, 72 tòa địa sát tinh, tổng cộng là một. Tám ma quân ở bên trong. Văn, lầm lẫn giả dối nếu còn thả hắn xuất thế tất phiền sinh linh phía dưới hôm nay thái úy thả hắn đi như thế nào mới tốt có thơ làm chứng thiên cổ u ám một khi khai thiên cương địa sát xuất tuyền đài từ trước đến nay không có nhiều chuyện xảy ra vốn là tai họa lại gây tai họa xã tắc từ nay về sau quấy nhiễu binh qua khắp nơi náo loạn cao phong gian định mặc dù đáng hận Hồng tính từ nay ủ mầm tai họa. Lúc ấy Hồng Thái Úy nghe xong, cả người đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không được. Nhanh chóng thu dọn hành lý, dẫn theo người, xuống núi hồi kinh. Người cũng đạo chúng tiễn quan đã xong, từ hồi trong cung, tu chỉnh điện thờ, dựng thẳng bia đá, không thành vấn đề. Lại nói Hồng Thái Úy ở trên đường phân phó theo người, dạy đi yêu ma một tiết, đừng nói cùng người ngoài biết, sợ thiên tử biết mà. Chịu trách nhiệm trên đường không nói gì đêm khuya trở về kinh sư tiến vào biện lương thành nghe người nói thiên sư làm ở cấm viện tokyo bảy ngày đêm tốt phổ thi phù cứu thiên tai ôn dịch tiêu tan quân dân an thái thiên sư từ triều cưỡi hạt cưỡi mây lại quay về long hổ sơn hồng thái úy sáng sớm ngày hôm sau thấy thiên tử tấu nói thiên sư cưỡi hạt giá vân tới kinh sư trước thần chờ trạm dịch mà đến mới có được cái này nhân tông chuẩn tấu, ban thưởng hồng tính, phục hồi chức cũ, cũng không thành vấn đề. Về sau nhân tông thiên tử tại vị tổng cộng 42 năm, yến giá, không có thái tử, truyền ngôi bộc an ý vương con trai Doãn Nhượng, thái tôn của tông hoàng đế, lập đế hiệu Nhật Anh Tông. Tại vị 4 năm, truyền ngôi cùng thái tử thần tông. Thần tông tại vị 18 năm, truyền vị cùng thái tử Triết Tông. Khi đó thiên hạ tất cả đều thái bình, tứ phương vô sự lại nói Đông Kinh khai phong phủ biện lương tuyên võ quân, một cái phù lãng phá lạc hộ đệ tử, họ cao, đứng hàng thứ hai, từ nhỏ không thành gia nghiệp, không thể làm gì khác hơn là đâm thương sử gậy, đã rất tốt, kinh sư nhân khẩu thuận, không gọi là lớp 11, nhưng đều bảo hắn làm. Cao Sau đó phát tài, liền đem chữ khí kia đi mau bàn, thêm làm lập nhân, liền đổi thành họ cao, tên là khí. Người này thổi đàn ca múa, đâm thương sử bổng, đô vật ngoan cố đùa giỡn, cũng lung tung học thơ, sách, từ, phú. Nếu luận nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, hành, trung, lương, cũng không biết, chỉ ở ngoài thành Tokyo giúp việc. Vì đã giúp đỡ con trai của một vị vua sắc. Dùng tiền, mỗi ngày ba ngói lưỡng xá, phong hoa tuyết nguyệt, bị phụ thân hắn trong phủ khai phong kiện một tờ văn trạng, phủ doãn cắt đứt cao chu. 20 trường, lần lượt được phân phát ra khỏi biên giới, người dân thành phố Tokyo không cho phép ông ở nhà ăn. Không còn cách nào khác, chỉ đạt được hoài Tây Lâm Hoài Châu, nương tựa vào một người đàn ông nhàn rỗi mở sòng bạc liễu Đại Lan, tên là Liễu Thế Quyền. Cả đời ông ấy rất quý khách. Người rảnh rỗi, chiêu nạp hán tử cách thủy tứ phương. Cao Phong nhờ vả nhà liễu Đại Lan, một lần ở ba năm. Về sau triết tông thiên tử bởi vì bái nam giao, cảm thấy mưa thuận gió hòa, nới lỏng ân đại xá thiên hạ. Cao Phong đang ở Lâm Hoài Châu, vì được tha thứ tội phạm, tôi nghĩ mình nên trở về Tokyo. Liễu Thế Quyền lại cùng đổng tướng mở hiệu thuốc dưới cầu Kim Lương thành Tokyo sĩ là thân thích, viết một phong thư từ, thu thập chút lộ phí nhân sự, phát Cao Phong về Tokyo, nương tựa vào nhà đổng tướng sĩ sống qua ngày. Lúc ấy Cao Phong từ chức Liễu Đại Lan, trên lưng bọc đồ, rời khỏi Hoài Châu, quanh co khúc khuỷu trở lại Tokyo, đi thẳng đến dưới cầu Kim Lương. Đổng sinh dược gia hạ phong thư này đổng tướng sĩ vừa thấy cao phong nhìn liễu thế quyền đến thư tự trong bụng suy nghĩ nói cái này nếu anh ấy là người thành thật có thể cho anh ấy ra vào nhà cũng dạy bọn trẻ học một chút tốt hắn lại là một hộ nghèo giúp việc người không tin tưởng cũng có lúc trước có phạm tội đến bị đoạn phối người cũ tình dục không thể thay đổi nếu giữ lại trong nhà sẽ khiến cho bọn trẻ không học giỏi đợi không thu lưu hắn lại không bỏ qua liễu đại. Gia mặt lan. Lúc ấy đành phải tạm thời vui mừng hớn hở, ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày uống rượu quảng đãi Ở hơn 10 ngày, Động tướng sĩ cân nhắc ra một con đường, đem ra một bộ quần áo, viết một phong thư giãn, nói với Cao Phong. Tiểu nhân gia hạ ánh sáng huỳnh hỏa, chiếu người không sáng, sợ sau đó lỡ chân. Ta đề cử Túc Hạ và Tiểu Tô học sĩ, lâu sau cũng có xuất thân, Túc Hạ ý nội như thế nào? cao phong mừng rỡ cảm ơn đổng tướng sĩ văn dẫn dắt văn dẫn dắt đến phủ học sĩ môn lại chuyển báo cho học sĩ tiểu tô đi ra gặp cao phong đọc sách biết cao phong vốn là giúp đỡ lãng người thầm nghĩ ta nơi này như thế nào an tâm hắn không bằng làm cái nhân tình tiến cử hắn đi phò mã vương tấn khanh phủ trong đó làm tùy tùng mọi người đều gọi hắn là tiểu vương đô thái úy hắn liền thích người như vậy. Lúc ấy trở về động tướng sĩ Thư Trác, để Cao Phong ở lại phủ một đêm. Ngày hôm sau, viết một phong thư trình lên, sai một người giúp việc, đưa Cao Phong đến tiểu vương đô kia. Chỗ Thái Úy Thái Úy này chính là em rể triết Tông Hoàng đế, phò mã của thần Tông Hoàng đế. Hắn yêu thích nhân vật phong lưu, chính là dùng người như vậy. Vừa thấy tiểu tô học sĩ sai người cầm thư đưa Cao Phong đến, bái kiến, liền vui mừng lập tức viết lại thư, thu lưu Cao Phong ở trong phủ. Làm tùy tùng. Từ đó Cao Phong gặp chuyện ra vào phủ vương đô úy, giống như người nhà. Từ xưa nói. Ngày xa ngày sơ, nhật thân nhật cận. Chợt một ngày, tiểu vương đô thái úy mừng sinh nhật, phân phó trong phủ an bài yến tiệc, chuyên mời tiểu cửu đoan vương. Đoan vương này chính là con trai thứ 11 của thần Tông Thiên Tử, ngự đệ của triết Tông Hoàng đế, hiện trưởng Đông Giá xếp hàng cửu đại vương, là một người thông minh. Nhân vật tuấn tú. Chuyện con cháu phù lãng môn phong ban nhàn này, không có gì là không hiểu, không có gì là không biết, càng không có gì là không yêu. Tức là cầm, cờ, sách, tranh, không gì không thông, đã trống đánh đàn, phẩm trúc pha tơ, thổi đàn ca múa, tất nhiên không cần phải nói. Khi trong phủ Nhật Vương Đô Úy, chuẩn bị yến tiệc, thủy bộ đã chuẩn bị. Nhưng xem này hương phần bảo đỉnh, hoa cắm kim bình. Tiên âm viện cạnh tấu thanh âm mới, giáo phường ti liên tục xính diệu nghệ. Trong bình thủy tinh, tất cả đều là tử phủ quỳnh tương. Trong chén hổ phách, tràn đầy ngọc dịch giao trì. đôi môi chồng chất tiên đào dị quả, bác thủy tinh cung cấp móng lạc đà tây gấu. Lân lân đều thích các sợi bạc, tinh tế trà nấu ngọc nhị. Văn, lầm lẫn, giả dối. Thúy tụ ca cơ, đám phủng định long sên phượng quảng. Hai hàng châu thúy lập giai trước, nhất phái sên ca lâm tọa. Lại nói đoan vương này đến phủ vương đô úy dự tiệc, đô úy thiết lập tiệc, mời đoan vương ngồi vào chỗ của mình, đô úy tiếp đãi Rượu vào mấy chén, thực cung hai bộ, đầu kia vương đứng dậy tịnh thủ, ngẫu nhiên đến trong thư viện nghỉ ngơi ít, mãnh liệt thấy trên thư án một đôi mở dê. Ngọc nghiền thành sư tử chặn giấy, cực kỳ làm tốt, tinh xảo linh lung. Đoan Vương cầm lấy sư tử, không buông tay nhìn một hồi nói. Vương Đô Úy thấy Vương ái tâm, liền nói: Lại có một cái ngọc long giá bút, cũng là cái này thợ thủ công một tay làm. Cũng không ở trong tay, ngày mai mang tới, cùng đưa tiễn. Đoan Vương mừng rỡ nói: Cảm ơn hậu ý, nhớ giá bút kia. Nhất định là càng diệu. Vương Đô Úy nói: Ngày mai lấy ra, đưa vào trong cung sẽ gặp đoan vương lại cảm ơn. Hai người vẫn như cũ nhập tịch, ẩm yến chí mộ, tẩn túy phương tán. Đoan vương tướng biệt hội cung. Ngày hôm sau, tiểu vương đô thái úy lấy ra ngọc long giá bút, cùng hai cái chặn giấy ngọc sư tử, lấy một cái hộp vàng nhỏ đựng, dùng bao quần áo hoàng la, viết một phong thư trình lên, lại bảo Cao Phong đưa đi. Cao Phong lĩnh quân chỉ của vương đô úy, sẽ làm hai việc. Ngọc đồ chơi, trong lòng ông sách trình, kính đầu đoan vương cung bên trong đến. Môn quan lại chuyển báo cho viện công. Không lâu sau, viện đến hỏi. Ngươi là người đến từ phủ kia, cao chu thi lễ xong, đáp. Tiểu nhân là người trong phủ vương phò mã, đặc biệt đưa tiễn. Ngọc ngoạn khí lai tiếng đại vương. Viện công nói. Điện hạ ở trong lòng cùng tiểu hoàng môn đá khí, ngươi tự qua đi. Nói. Phiền phức dẫn vào viện công dẫn tới trước đình, lúc Cao Phong nhìn, thấy đoan vương đầu đội khăn lụa mềm, mặt rồng theo tím. Áo bào, thắt lưng buộc văn võ song tuệ dáng. Kéo vạt áo trước theo lông bào lên, cất bên cạnh dáng nhi. Chân mang một đôi giày phi phượng khảm kim tuyến, 35 cái cửa vàng nhỏ đồng hành với nhau. Cao Phong không dám đi qua va chạm, đứng ở sau lưng người hầu hạ. Cũng là Cao Phong hợp. Khi phát tích, thời vận đến, cái kia khí khái đằng đằng đứng lên đoan vương tiếp không được hướng trong đám người lăng thẳng đến bên cạnh cao chu cao phong kia thấy tức giận cũng là can đảm nhất thời dùng uyên ương rẻ đã trả đoan vương đoan vương thấy mừng rỡ liền hỏi cao chu quỳ xuống nói tiểu nhân là vương đô úy thân tùy nhận lệnh của người đông đưa tiễn hai người bàn ngọc đồ chơi đến tiến hiến đại vương có thư trình tại đây bái lạy đoan vương nghe xong cười nói. Tỷ phu vẫn quan tâm như thế. Cao Phong lấy sách ra trình lên. Đoan Vương mở hộp nhìn đồ chơi, đều đưa cho đường hậu quan thu lại. Đoan Vương không để ý tới tung tích của Ngọc Khí, lại hỏi Cao Chu trước. Ngươi vốn biết đá khí, ngươi gọi là gì? Cao Phong xoa xoa tay quỳ xuống nói. Tiểu nhân tên là Cao Phong, đã lung tung mấy cái. Đoan Vương nói. Được, ngươi cứ xuống đi đá một hồi đùa giỡn. Cao Chu Bái nói, tiểu nhân là hạng người gì, dám cùng ân vương hạ cước. Vân xã tên là Thiên Hạ Viên, nhưng đá thì bị thương gì? Cao Phong lại bái lạy. Sao dám? Ba lần năm lần cáo từ. Vương nhất định muốn hắn đá, Cao Phong đành phải dập đầu tạ tội, cởi đầu gối xuống. Mới đá mấy cước, đoàn vương hô to. Cao Phong đành phải sang bằng sinh bản lĩnh đều sử dụng ra, nịnh nọt đoan vương. Thân phận kia, khí chất này giống như keo dán ở trên người. Đoan vương mừng rỡ. Nơi đó chịu thả cao phong về phủ, liền ở lại trong cung qua một đêm. Ngày hôm sau, tổ chức một bữa tiệc, chuyên mời vương đô úy vào cung. Lại nói vương đô úy tối hôm đó không thấy cao phong trở về, đang lúc nghi ngờ, chỉ thấy ngày hôm sau môn tử đưa tin. Cửu đại vương sai người đến truyền lệnh chỉ, mời thái úy vào trong cung dự tiệc. Vương đô úy đi ra, thấy người kia, nhìn lệnh chỉ, lập tức lên ngựa, đi tới trước chính đại vương phủ, xuống ngựa vào cung, tới gặp đoan vương. Đoan vương mừng rỡ, cảm tạ hai loại ngọc đồ chơi. giới thiệu trong bữa tiệc, đoan vương nói: tên cao phong này đã hai cước thật mạnh, cô muốn người này làm dâu thì thế nào? Đáp: điện hạ đã dùng người này, liền ở lại trong cung phục thị điện hạ. Đoan vương vui mừng, cầm chén cảm tạ. Hai người lại rảnh rỗi nói một hồi, đến tối tiệc tan, vương đô quý tự quay về phủ phò mã, không thành vấn đề. Lại nói đoan vương từ sau khi tác được Cao Phong làm bạn, liền ở lại trong cung ngủ trọ. Từ đó đến nay, vua Lê Vi luôn đi theo, một tấc cũng không rời. Chưa đầy hai tháng, triết tông hoàng đế yến giá, không có thái tử, văn võ bá quan thương nghị, sách lập đoan. Vương Vi Thiên Tử, lập đế hiệu Nhật Huy Tông, chính là Ngọc Thanh giáo chủ vi diệu đạo quân hoàng đế. Sau khi lên ngôi, luôn luôn vô sự, hốt một ngày, cùng Cao Phong nói. Trẫm muốn đề cao ngươi, nhưng có biên công, mới có thể thăng chức, trước tiên dạy su mật viện nhập danh với ngươi, chỉ là làm người tùy giá dời đi. Sau đó không đến nửa năm, thẳng thắn đề bạc Cao Phong làm được chức thái úy điện soái phủ. Chính xác là không câu nệ tề vân xã quý tiện, một mực mô phỏng thiên hạ viên. Nâng cao khí lực, hoàn toàn dựa vào tay chân mà nắm quyền. Lại nói Cao Phong phải làm thái úy điện soái phủ, chọn ngày lành ngày lành, đến phủ điện soái nhầm chức, tất cả đều hợp lệ. Công lại nhà tướng, đô quân giám quân, mã bộ nhân các loại, tận lai thăm viếng, các trình thủ bản, khai báo hoa danh. Cao điện soái một chút. Qua, vu nội chỉ nợ một giáo đầu vương tiến 80 vạn cấm quân, nửa tháng trước, đã có bệnh trạng tại quan, bệnh chưa khỏi. Từng vào nha môn quản sự. Cao điện soái giận dữ, quát. Nói bậy đã có thủ bản trình lên, cũng không phải tên kia kháng cự quan phủ. Qua loa tắc trách hạ quan người này tức là thôi bệnh ở nhà, mau lấy cho ta. Lập tức sai người đến nhà vua, bắt vua vào. Lại nói vương tiếng này lại không có thê tử, chỉ có một lão mẫu, tuổi đã trên 60. Bài đầu cùng giáo đầu vương tiếng nói ra hôm nay cao điện soái mới tới nhậm chức không điểm ngươi quân chính ty bẩm báo nhiễm bệnh ở nhà hiện tại bệnh nhân trạng tại quan suất nôn nóng nơi đó chịu tin nhất định phải bắt ngươi chỉ nói là giáo đầu giả bệnh ở nhà giáo đầu đành phải đi một lần nếu không đi nhất định liên lụy tiểu nhân vương tiến nghe xong đành phải chịu đựng bệnh tật trước điện soái phủ tham kiến thái úy bái bốn lạy không người hát đứng dậy và đứng sang một bên. Cao Phong hỏi. Thằng nhóc kia của ngươi là con trai của giáo đầu đô quân Vương Thăng. Đúng vậy. Cao Phong quát. Thằng nhãi này, gia ngươi là người bán hoa bổng trên phố, ngươi tiết kiệm được tiền quan võ nghệ gì chứ? Không có mắt, tham ngươi làm giáo đầu, làm sao dám khinh thường ta, không phục ta điểm thì ngươi nhờ ai thế, muốn đẩy bệnh ở nhà, an nhàn khoái hoạt. Vương Tiến nói tiểu nhân sao dám, kỳ thật bệnh chưa khỏi. Cao Thái úy mắng. Tạc phối quân, ngươi. Đã có bệnh, làm sao tới? Vương Tiến lại nói. Thái úy gọi, an dám không đến. Cao Điện soái giận dữ, ra lệnh. Tả hữu. Bắt gia lực cùng ta đánh tên này. Rất nhiều nha tướng đều là cùng Vương Tiến hảo, đành phải cùng quân chính ti đồng cáo. Nói hôm nay thái úy nhậm chức, trời đẹp, miễn cho người này lần này. Cao thái úy quát. Ngươi là tạc phối quân. Để xem mặt chúng tướng, tha thứ cho ngươi hôm nay, ngày mai lại để ý tới ngươi. Vua vào tạ tội xong, đứng dậy nhìn lên, nhận biết. Phải là Cao Phong. Ra khỏi nha môn, thở dài nói. Tính mạng của ta, lần này khó bảo toàn. Nhưng hóa ra chính là viên xã lớp 11 giúp việc ở Tokyo. Trước đó tôi từng học sử dụng gậy, bị cha tôi đánh ngã, ba, bốn. Một tháng không dậy nổi, có thù này. Hắn hôm nay phát tài, phải làm điện soái phủ thái úy, đang muốn báo thù, ta không muốn chính thuộc về hắn quản. Từ xưa nói, không sợ quan, chỉ sợ quản. Ta như thế nào cùng hắn tranh được làm sao sinh làm sao cho tốt. Trở lại trong nhà, buồn bực không thôi. Nói với nương biết việc này, Mẫu tử hai người, ông đầu mà khóc. Mẹ nói. Con ta, ba mươi sáu. Đi lên trên. Chỉ sợ không có chỗ đi. Vương Tiến nói. Mẫu thân nói đúng, nhi tử suy nghĩ, cũng là kế như vậy. So sánh. Chỉ có lão chủng viên An Phủ Kinh lực tướng công trấn thủ biên đình, thủ hạ quan quân của hắn, đa số từng đến Kinh Sư, yêu nhi tử sứ. Thương bổng, sao không chạy đi nương từ chỗ bọn họ đủ để sống yên ổn. Chính xác là Người dùng, người mới bắt đầu dùng. Ý mình tự dùng, vì người tặng. Chỗ kia đắc hiền, nơi này không trọng lượng. Nếu đuổi nếu dẫn, đáng tiếc có thể đau. Lập tức mẫu nhi hai người thương nghị định. Người mẹ lại nói. Con ta và con muốn đi riêng, chỉ sợ hai quân bài trước cửa là điện. Xuất phủ gọi tới hầu hạ ngươi, nếu hắn biết được, phải đi không thoát vương tiến nói không sao mẫu thân yên tâm có đạo lý thu hút hắn tối hôm sau chưa hôn mê vương tiến gọi một lá bài vào trước chia tiền nói ngươi ăn cơm tối trước đi ta sẽ cho ngươi một chỗ đi làm việc giáo đầu sai tiểu nhân đi đâu vương tiến hỏi ta vì hôm trước bị bệnh đã hứa hẹn táo chua nhạc miếu ngoài cửa thắp hương nguyện ngày mai sớm phải đi đốt nén nhang tối nay anh có thể chia tiền đền thờ và dạy nó mở cửa sớm hơn cửa miếu chờ ta đến đốt nén nhang sẽ phải tam sinh hiến lưu lý vương ngươi nghỉ ngơi trong miếu chờ ta lá bài đồng ý ăn cơm tối trước kêu an trí đi vào trong miếu đêm đó hai người tử mẫu thu dọn hành lý quần áo mềm mại ngân lượng làm một gánh đánh nhau thêm hai cái nữa hành lý lạc đà buộc vào ngựa đợi đến canh năm sắc trời chưa sáng, vương tiến dạy lý bài, chia tiền nói. Ngươi và ta đem những ngân lượng này, đi nhạc miếu, cùng trương bài mua tam sinh nấu chín, ở nơi đó chờ. Tôi mua một ít nến giấy, sau đó đến đây nào. Lý bài đem bạc vọng miếu đi. Vương tiến tự đi chuẩn bị ngựa, mang ra hậu máng, đem hành lý lạc đà đắp lên, đem tác tử buộc chặt, dắt ở ngoài cửa sau, đỡ nương lên ngựa. Trong nhà nặng nề đều vứt bỏ, khóa cửa trước cửa sau, gánh vác con đi theo sau ngựa thừa dịp canh năm sắc trời chưa sáng thừa thế ra khỏi tay hoa môn lấy đường nhìn duyên an phủ lại nói hai quân bài mua phúc vật nấu chín ở miếu đợi đến tị bài cũng không thấy đến ly giăng chung quay lại đi lúc tìm trong nhà thấy khóa cửa hai đầu không có đường tìm nửa ngày cũng không có người đợi đến tối trong nhạc miếu có một lá bài nghi ngờ kỵ vẫn chạy về nhà lại cùng lý bài tìm một hoàng hôn nhìn xem tối rồi hai người thấy hắn đêm đó không về lại không thấy lão nương hắn ngày hôm sau hai quân bài lại đến thăm nhà thân thích của hắn cũng không tìm được chỗ hai người chỉ sợ liên lụy đành phải đi điện soái phủ thủ cáo vương giáo đầu bỏ nhà chạy trốn tử mẫu chẳng biết đi đâu cao thái úy kiến cáo giận dữ nói tặc xứng quân đang lẫn trốn, xem tên kia đợi đi đâu. Lập tức áp tải văn thư, mở các phủ chiêu châu, tróc nạ trốn quân vương tiến. Hai người đầu cáo, miễn tội, không thành vấn đề. Các go go. 51 lượt xem, không trả lời. Hồi ba lịch sử Đại lang đêm đi hoa âm huyền lỗ sách hạt quyền đã trấn quan tây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác hồi bốn triệu viên bên ngoài trùng tu văn thù viện lỗ trí sâu lớn nháo năm đại núi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Hồi năm tiểu bá vương xây vào tiêu kim trướng hòa thượng phá giới lớn nháo hoa đạo thôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Hồi sáu chín làng vân lòng kéo kín cây xích tùng rừng lỗ trí sâu hỏa thiêu cái hũ chùa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Hồi bảy hòa thượng phá giới nhổ lên rủ xuống dương liễu con báo đầu lầm vào bạch hổ đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Hồi tám rừng dậy đầu xâm chữ lên mặt thương châu đạo lỗ trí sâu lớn nháo giả trư rừng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, Vui lòng thử máy dịch khác. Hồi chính cuối tiếng môn chiêu thiên phía dưới khách rừng trùng chia rẽ hồng dậy đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Hồi 10 rừng dậy đầu phong tuyết sơn thần miếu lục lo lắng đợi hỏa thiêu cỏ khô tràn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.